Chậu đào thất thốn dáng nghìn thuyền. Nở rồi mà nó tàn tàn tỉa đi. Tỉa đi đúng rồi. Bông nào nó cái giống này nó nhiều hoa lắm, có tỉa đi dăm vài chục bông cũng không ăn thua gì. Anh nói thật với các chú là nhiều lúc ấy, ở chợ hàng nó bán nó vặt thằng lồng màn hoa. Ô, vặt mấy túi 10 cân đầy hoa. Ở này đem về để làm cái gì dưỡng da. Mứt đào. Cái ông bạn anh ông bán ở chợ hàng từ năm nay ông vừa gặp lại ông bảo ông anh ông bảo mày tao vặt phải một lói một thúng một lồng màn toàn hoa là hoa thôi. Nó nhiều mắt như này thì nó dày hoa lắm. Nên là nếu bỏ đi vài bông thì không vài chục bông chán thôi. Nó từng ơi đau cổ lắm. Cháu đến bị xương khớp cổ vì bác ơi. Qua đây chỉ bóp chết rồi chú ạ. Bóp chết luôn. Đau quá rồi, chết một xíu luôn. Chết một xíu luôn. Chết một xíu luôn. Trang ơi, Trang quay cái video từ đấy, quay cái cảnh chú đi ship đi, cháu ấy đi cho. Điện thoại nghe đằng sau chị hả? Không, anh ấy không lấy cái thuyền đấy, nhưng mà anh thích kiểu dáng thế thôi. Thuyền đấy nó nhỏ thuyền gì. Nhưng mà tôi thích cái dáng cây. Còn mic giống không chị? Anh ấy chỉ thích dáng thuyền thôi nên là anh còn dáng thuyền thôi. Dọn đi để cho cây hàng Tết nó về xong cây nó lại đi thì trồng.
118 cũng sử dụng. Ra trồng tiểu cảnh nó có một số quy luật, khi nó sai quy luật rồi thì các bạn sắp cái viên sỏi này đấy, tôi nhặt mấy viên sỏi thì sắp nào để nó ra ngọn núi thì là nó có quy luật thôi. Nếu mà khéo lựa một cái thì hòn lọ với hòn kia nó đừng có mỗi ngọn một đỉnh, ví dụ mà nhìn ba cái đỉnh này nó phải xuôi xuôi nhau thì nó mới ra. Thứ hai là nó phải có độ cao thấp khác nhau thì nó mới thành ngọn núi. Tất nhiên nhấp nhô thì nhấp nhô nó cũng phải có cái thuận mắt chứ, nhớ cái thì cao thượng ra trong tự dưng này. Nếu mà cái chuyện mà mình muốn làm ngọn núi nó vút lên để ngọn núi chân ấy, thì để ngọn núi chân nó là phải chân hẳn đấy, cho nó rõ ràng thì nó ra đấy. Đúng rồi, xếp viên sỏi xếp khéo đi vào xe lại. Anh vẫn dùng cái tài khoản cho cái đấy xong. Gì cơ? Tài khoản não được. À, thế là thôi để lên ghế trên, để lên ghế trên. Cho nó cái bìa lên cái trên. Để mà ghế ngồi. Ừ vậy. Cho em đứng chỗ này đi. Rồi, có cảnh bìa này là ok. Vẫn còn nhiều á bác ạ. À? Vẫn còn nhiều, bác cứ tham khảo. Vàng chanh hết rồi. Ba cây đào thất thốn luôn. Năm nay cơ bản là dịch bệnh nên là người ta không chịu về hàng tiếp rồi.